Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một chương trình Wallet để có cơ hội mua IDO con token Meta Celo nha các bạn. Nó sẽ bán IDO ở trên Celo Lounge nè các bạn. Thì Meta Celo là trò chơi của Metaverse NFT Play to Earn nha các bạn. Đầu tiên được xây dựng trên nền tảng Celo Network nha các bạn. Thì nó với giá bán là 0.04 đô cho một token nè các bạn. Thì các bạn mua min tối thiểu là 50 COUSD và tối đa là 200 COUDT nha các bạn. Rồi thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần click trên phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn đăng ký một tài khoản trên Telegram nha các bạn. Nhập tài khoản Telegram của bạn nè. Thì các bạn nhập vào qua cánh cùng nè. Vào setting nè các bạn. Các bạn copy nè. Thì trong dự án này thì sẽ có 1.000 quyền với win nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhập địa chỉ IP thác của mình nha các bạn, hoặc là các bạn có thể tích hợp mạng Celo Network vào được các bạn. Phần các bạn chậm chứ thì các bạn mở địa chỉ MetaMask mình ra nè các bạn. Rồi, thì các bạn mở địa chỉ MetaMask, các bạn gõ từ khóa là chainlist nè các bạn. Các bạn tích hợp vào đi nha các bạn. Đây mình hướng dẫn tỉ mỉ cho các bạn nè. Các bạn có từ khóa là chainlist.org, các bạn tích hợp mạng Celo Network vào nha các bạn. Các bạn có từ khóa là Celo nè các bạn. Rồi, Celo test này, Celo mainnet, các bạn bấm connect nha các bạn. Rồi, các bạn bấm tiếp theo này, kết nối nè. Rồi, các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Thì các bạn sẽ có được một cái mạng Celo Network nè các bạn. Celo mainnet nè. Mật khẩu 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn duyệt bấm vào một copy địa chỉ ví mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi bạn bấm tiếp tục nha các bạn, hoặc các bạn có thể đi copy địa chỉ ETH của mình trên chiếc chocolate nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh group nè. Đây là một kèo wallet khá là ngon nha các bạn. You want reset là sao? Rồi, tiếp tục mình cho anh tiếp kênh channel các bạn. Bấm tiếp tục. Rồi, bấm join nha các bạn. Rồi, bấm tiếp tục. Sorry, đã có lỗi xảy ra kỹ ta. Sao nó có lỗi xảy ra hoài để mình bắt up cái game show được các bạn. Vui lòng chứ, hình ảnh của thiền nó chat IP hoài các bạn khó. Vui lòng nhập vào hình ảnh của chứa một chiếc thiền. Đâu ta, nhanh nhanh đi. Rồi, tiếp tục các bạn visit website nha các bạn. Xem qua website thôi các bạn. Play Network nè các bạn. Thì này làm về game này nọ đâu. Thì game thì mình cũng không biết gì game không cho mấy các bạn. Này game như là game đi núm như sao ta. Mình không biết nha các bạn. Bấm continue. Nó làm gì làm kệ nó đi. Rồi bấm follow mày dự án nó nha các bạn. Theo dõi. Rồi bấm continue nha các bạn. Rồi các bạn delete nha các bạn. Rồi các bạn like nè, có mấy nhiệm vụ rồi các bạn. Like nè, tao quýt lên nè. Bấm continue nè. Rồi các bạn follow tao Twitter cái nữa nè. Tao quýt giải tăng 3 người bạn. Các bạn vô đây các bạn tao quýt đi các bạn. Đây các bạn tăng thêm 3 người bạn mình vào nha các bạn. Rồi các bạn đăng test nha các bạn. Rồi các bạn bấm continue. Rồi các bạn join Discord nha các bạn. Khi các bạn trúng wallet thì các bạn vào trang Celo Lounge đó, các bạn KYC các bạn mua nha các bạn. Bạn
nào không, nếu bạn nào trúng colit thì có thể là join vào nhóm mình ebat mình hướng dẫn mua nha các bạn. Rồi các bạn chat câu đi các bạn. Hi hi. Sao không được ta? Trong Việt Nam. Rồi các bạn chọn vào quốc gia nha các bạn. Được thấy không? Rồi các bạn bắt đắp đây nha các bạn, để coi nó có kêu mình điền username, bấm continue nha các bạn. Quỳnh Văn Anh Thăng. Ôi tài nó kêu Discord khác nè. Để cái vụ nhiệm vụ Discord này mình sẽ làm sao nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc lấy ghép chia sẻ trong bè những người thân để tăng cơ hội quality của tất cả các bạn nha các bạn. Vậy video mình đã đem kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video mới nhất từ mình nha.